Alo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn cho bản tin cập nhật thị trường ngày 21 tháng 9. Hôm qua thì chúng ta biết rằng là một ngày mà thiếu vắng các cái tin tức và sự kiện lớn, kèm theo đó đó là thị trường Trung Quốc mở cửa. Tuy nhiên, điều mà chúng ta rất dễ nhận thấy đó là biến động lớn hầu hết trên các cái thị trường khi mà cái tâm lý e ngại rủi ro đang ngày càng gia tăng từ các cái vấn đề về việc phía các cái công ty bất động sản của Trung Quốc bị vỡ nợ. Ngày hôm qua thì có một cái trường hợp rất đặc biệt, đó là cái trường hợp của Scenic Holding, một cái hãng cổ phiếu đến từ một cái tập đoàn bất động sản đến từ Trung Quốc đã có mức rớt giá. Chúng ta nhìn thấy rằng trên biểu đồ ở đây đó là một cái mức rớt giá kinh điển, từ cái mức khoảng 4 đô la một cổ phiếu thì xuống chỉ còn đâu đó khoảng 0,5 đô la một cổ phiếu mà thôi. Và chúng ta biết rằng nếu như mà cái cổ phiếu này không bị tạm ngừng giao dịch thì có lẽ nó sẽ còn rớt nhiều hơn nữa. Thì cho thấy rằng là cái tâm lý e ngại rủi ro trên hầu hết các cái thị trường đang bắt đầu lan rộng rất là mạnh mẽ từ cái phía Trung Quốc. Và nếu như khảo sát thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay đó là cái cổ phiếu thuộc cái lĩnh vực bất động sản niêm yết trên cái sàn Hồng Kông, những cổ phiếu bất động sản của Trung Quốc niêm yết trên cái sàn Hồng Kông thông qua cái chỉ số đó là cái chỉ số bất động sản thuộc cái chỉ số Shanghai của Hồng Kông thì đã có một cái mức rớt giảm rất là mạnh. Mọi người có thể nhìn thấy trên cái biểu đồ ở đây đó là cái chúng ta chọn cái index nó sẽ hiện ra đây, chính là cái chỉ số bất động sản thuộc cái chỉ số Hang Seng của Hồng Kông nha. Thì mọi người nhìn thấy rằng là nó đang rớt về những cái mức mà thấp nhất lịch sử của nó. Chúng ta nhìn trên cái time frame weekly sẽ nhìn thấy rằng là hầu như nó phá qua hết các cái mức đáy trước đó. Tất nhiên dữ liệu trên TradingView thì chúng ta chỉ có đến năm 2016, nhưng mà cho thấy rằng là hầu hết các vùng hỗ trợ trước đó của chỉ số bất động sản này đã phá vỡ cái đáy này, cho thấy rằng cái tâm lý thị trường hiện tại hết sức là tiêu cực. Và điều này thì rất dễ nhận thấy rằng là cái tâm lý của nhà đầu tư đang trở nên cực kỳ e ngại khi mà cái đồng yên trở nên rất là mạnh mẽ trong cái thị trường. Bây giờ chúng ta nhìn cái chỉ số Yen Future thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay lập tức đó là gì ạ, là Yen Future đang bật gia tăng rất là mạnh, trở lại những cái vùng đỉnh cao trước đó của mình. Song song với đó thì mọi người có thể nhìn thấy ngay lập tức đó là gì ạ, các cái cặp tiền chéo của đồng yên đều có cái sự gia tăng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả một cái đồng tiền tương đối là trước đó chúng ta tương đối có cái nhận định rằng là nó sẽ không có thể rớt mạnh như UZ cũng rớt rất là nhiều, các cái cặp tiền chéo khác EZ cũng như vậy, hay là GZ chẳng hạn thì đều rớt theo một cái chiều gọi là rơi thẳng đứng, cho thấy rằng là dòng tiền đang chạy rất là mạnh mẽ vào cái đồng yên để mang cái tính gọi là trú ẩn tài chính. Thì hiện tại với cái sự kiện xảy ra từ cái phía của Trung Quốc như hiện tại thì có thể nói hầu hết các cái tâm lý của thị trường đều tập trung vào đây. Song song với đó thì tới cái ngày 23 tháng 9 tới đây lại thêm một cái sự kiện rất là đáng chú ý nữa, đó là The Fed họp. The Fed họp và nhiều khả năng đồn đoán đó là họ sẽ tapering, thì cộng hưởng hai cái yếu tố này tôi cho rằng cái diễn biến thị trường từ nay cho đến đó sẽ tiếp tục theo cái hướng đó là yên mạnh lên và các cái tài sản mang cái tính trú ẩn như là yên như là vàng có thể sẽ nhận được hỗ trợ. Mọi người nhìn thấy rằng là vàng hiện tại ngày hôm qua mặc dù trước đó các cái yếu tố cơ bản đều không hỗ trợ cho vàng, nhưng hiện tại vì cái tâm lý phát sinh tiêu cực đó mà vàng cũng nhận được cái động lực để mà nâng đỡ đi lên. Kèm theo đó mọi người nhìn thấy ngay là các cái chỉ số chứng khoán thì sao ạ, rớt rất là mạnh mẽ, rớt hoàn toàn trên ngay cả trên Bureau Daily cũng rớt hoàn toàn qua khỏi cái kênh phản đá và dường như đã phá vỡ, muốn phá vỡ khỏi cái vùng support mà chúng ta vẽ tại 4350 ở đây đấy. Thì với cái bối cảnh như thế này thì cái chiến lược giao dịch trong những cái phiên trading từ nay tới 23 tháng 9 đó là sẽ tiếp tục canh tìm cái cơ hội mà mua vào các cái cặp tiền chéo của yên, mua bán ra các cặp tiền chéo của yên, tức là yên nằm dưới tử số á, và bán ra các cái đồng tiền chính G7 khác. Kèm theo đó là trên thị trường chứng khoán chúng ta có thể canh tìm các cái cơ hội canh lướt sóng bán ra trên cái các cái chỉ số như S&P 500, như Nasdaq hay là Dow Jones. Trở lại với cái thị trường của ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng là không có nhiều các cái thông tin lớn, chỉ có một cái cuộc họp đó là RBA Speak, cái phát biểu của cái thống đốc ngân hàng trung ương Úc Châu mà thôi. Thêm vào đó là đến chập tối thì chúng ta có cái tin về cái CPI, nhưng mà theo cái quan điểm của tôi thì dù CPI cái tôi xin lỗi nha, tối nay thì tôi đang nói đến, nhầm sang cái dữ liệu của cái tuần trước, cái tuần từ ngày hôm nay ấy, thì chúng ta chỉ có cái phát biểu của ngân hàng trung ương Úc mà thôi. Ngoài ra thì ngân hàng cái phía Trung Quốc vẫn tiếp tục nghỉ lễ, nhưng mà chúng ta biết rằng là sau hai cái ngày nghỉ lễ ngày hôm qua và ngày hôm nay nghỉ lễ thì có thể sang đến cái ngày mai, tức là cái ngày thứ tư á, thì thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại chắc chắn cái hoảng loạn sẽ rất là mạnh mẽ ở trên cái thị trường. Do đó cái cộng hưởng từ cái sự kiện Evergrande, cái tập đoàn bất động sản nợ hơn 305 tỷ đó,
kèm theo việc là thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại, kèm theo sự hoảng loạn trên cái thị trường chứng khoán Hồng Kông, thì chúng ta có thể tiên đoán rằng là ngày nay và ngày mai sóng gió có thể sẽ tiếp tục xảy ra trên thị trường theo cái hướng là bán tháo các cái tài sản mang tính rủi ro như các cái đồng tiền G7, các chỉ số chứng khoán, kèm theo đó có thể sẽ là sự mạnh lên của đồng yên vàng và có thể là cả đồng đô. Tại vì chúng ta biết rằng đô cái hay là trái phiếu Mỹ thì vẫn luôn một cái bức tường thành trú ẩn mỗi khi mà có cái sự kiện bất loạn liên quan đến về cái tài chính xảy ra mà. Với cái chiến lược, với cái tâm lý như vậy thì cái chiến lược chi tiết ngày hôm nay á, chúng ta sẽ vẫn ưu tiên canh tìm các cái cơ hội có thể bán ra tiếp tục với các cái đồng tiền G7. Mọi người sẽ nhìn thấy rằng là ngày hôm qua thí dụ như là EU chẳng hạn có một cái sự phục hồi. Tuy nhiên cần phải hiểu cái sự phục hồi này nó vẫn nằm trong cái kế hoạch. Khi mà chúng ta nhìn lại cái biểu đồ của chỉ số DXY của đồng đô la Mỹ thì vẫn nằm trong một cái xu hướng tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Mặc dù ngày hôm qua nó giá có một cái sự điều chỉnh. Tuy nhiên mọi người nhìn thấy rằng là cái điều chỉnh này thì cũng chỉ là gọi là rớt về cái vùng support ở đây mà thôi. Vùng hỗ trợ ở đây trước khi mà giống như là cái quá trình retest trước khi mà bật tăng trở lại. Cái cấu trúc giá tăng giá của đô la Mỹ vẫn chưa có cái gì thay đổi cả và chúng ta hoàn toàn có cái kỳ vọng rằng là DXY sẽ tiếp tục quay lên những cái ngưỡng cao hơn. Khảo sát điều này kỹ hơn thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng là gì ạ? Bon Yield vẫn tiếp tục dồn nén lại trong một cái phạm vi của cái mẫu hình mà chúng ta vẽ trước đó. Đó là gì? Đó chính là cái mặc dù giá đã rớt ngày hôm qua nhưng vẫn chưa phá vỡ được cái gì ạ? Cái descending triangle, cái mẫu hình tam giác tăng giá mà chúng ta vẽ ở đây, và rất có thể từ nay cho tới cái thời điểm 23 tháng 9 nhiều khả năng cái DXY cái bond yield này sẽ bùng nổ theo cái hướng đi lên, mà thậm chí nếu như bond yield không bùng nổ đi lên thì đồng đô vẫn sẽ đi lên. Lý do tại sao ạ? Lý do tại vì nếu như bond yield rớt kỳ này thể hiện rằng là dòng tiền đang trú ẩn, đang chạy mạnh vào các cái tài sản trú ẩn và làm cho cái tức là chạy vào trái phiếu Mỹ, làm cho cái bond yield này rớt xuống, làm cho bond yield này rớt xuống. Nhưng mọi người cần hiểu là để chạy đi vào trái phiếu Mỹ thì người ta cần có đồng đô trong tay. Thành ra ngay cả khi cái trái phiếu Mỹ này rớt xuống vì cái phía cái tâm lý tiêu cực phát sinh từ phía Trung Quốc đi chăng nữa, đồng đô vẫn cũng sẽ mạnh lên. Hoặc nếu như bond yield này không rớt xuống mà bùng nổ theo hướng đi lên thì nó lại là phản ánh cái kỳ vọng, phản ánh không phải là phản ánh cái tâm này không phải là kỳ vọng nữa mà cái sự thực về việc The Fed sẽ tapering, tức là đồng đô sẽ bật tăng lên và Fed hawkish đồng, điều đó cũng sẽ làm cho đồng đô mạnh lên. Như vậy dù cái hướng đi của bond yield có đi lên hay đi xuống trong những ngày tới đây thì phần nhiều chúng ta vẫn nghiêng về cái hướng đó là đồng đô sẽ tiếp tục mạnh lên, đồng đô sẽ mình tiếp tục mạnh lên. Với cái phân tích như vậy thì cái chiến lược giao dịch của chúng ta là hoàn toàn tìm tìm các cái cơ hội bán xuống đối với các cái cặp tiền G7 mà thôi. Trên biểu đồ đó là cặp tiền EU, mọi người nhìn thấy rằng là cấu trúc giá hoàn toàn đây là một cấu trúc downtrend structure, và cái điểm bán thì đương nhiên nhìn vào cái biểu đồ này chắc ai cũng sẽ thấy ngay cái vùng bán tiềm năng sẽ là 1.1750 đúng không ạ? Đó, thì vẫn là cái vùng chờ bán ngày hôm qua chúng ta đã có cái đề cập mà thôi. Hôm nay nếu như giá có thể hồi được lên đến cái vùng này thì sẽ là cái cơ hội để cho mọi người tham gia vào cái vị thế bán xuống. Tôi nghĩ rằng là sẽ là khá hiệu quả. GBP tương tự như vậy, ngày hôm qua thì giá rớt khá là mạnh mặc dù rằng là đồng đô có cái sự điều chỉnh. Nhưng bảng Anh vẫn bất chấp đi xuống và cho thấy rằng là cái lực xuống hiện tại rất là mạnh, cái lực xuống các ngày giảm mà không hầu như không có bất cứ một cái gọi là cái retracement nào hết. Với cái cấu trúc giá hiện tại thì chúng ta chỉ có thể kỳ vọng GU phục hồi về cái vùng 1.3690 phim trên em thôi, rồi có thể sẽ tiếp tục bán xuống. USDJPY thì đã giá thật sự diễn tiến theo cái kỳ vọng của chúng ta, đó là đã giảm trở lại khi mà cái tâm lý tiêu cực lên ngôi và đẩy dòng tiền chạy vào cái đồng yên làm cho USDJPY rớt xuống tương đối là mạnh. Hiện tại thì giá đang chạm đến cái vùng support trên cái time frame H4 vùng 109.3. Từ cái quan sát của tôi thì tôi cho rằng là những cái ngày tới đây, tức là tới ngày 23, từ cái phía Trung Quốc, từ cái phía Mỹ thì dù là gì đi chăng nữa thì cái tâm lý tiêu cực vẫn có thể sẽ được củng cố và do đó nhiều khả năng cái vùng này sẽ được phá vỡ. Cái vùng này sẽ được phá vỡ và UJ sẽ rớt xuống những cái vùng giá thấp hơn nữa. Mọi người nhìn quan sát trên cái time frame là daily, tức là biểu đồ ngày á, thì sẽ thấy một cái sự thật rằng là giá dường như cái cấu trúc giá này dường như muốn phá vỡ tất cả những cái vùng hỗ trợ này để rớt hẳn xuống dưới cái vùng những cái vùng giá thấp tiếp theo. Và UJ là một trong những cặp tiền chúng ta kỳ vọng đi xuống, thì những cái cặp tiền mà thuộc các cái cặp tiền các cái đồng tiền G7 khác thì còn kỳ vọng xuống nhiều hơn nữa.
Lý do là những cái đồng tiền đó không có nhận được nhiều các cái trợ lực, thí dụ như EZ, thí dụ như GZ, thí dụ như là AZ, NZ. Cái điều này thì hôm qua chúng ta cũng đã có cái đề cập đến rồi. Trong cái bản tin cập nhật sáng ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có cái đề cập, đó là những cái cặp tiền chéo của Yên có thể sẽ giảm xuống rất là mạnh khi mà đồng Yên đang dần trở thành một trong những đồng tiền mạnh nhất trên thị trường, khi cái vấn đề về khủng bạo loạn về tài chính đang xảy ra từ phía Trung Quốc, và cái nghi vấn Evergrande có phải là một Lehman Brothers thứ hai nữa hay là không. Cặp tiền AUD/USD thì cũng như vậy, chúng ta đang chờ đợi những cái sự phục hồi lên cái vùng giá cao hơn phía trên này để tham gia vào một vị thế bán xuống. Vùng bán tiềm năng đương nhiên là 0.73, một con số round number phía trên, và cũng trùng với lại cái vùng kháng cự ở trên cái time frame H4. Chúng ta nhìn thấy ở đây có một cái trendline cục bộ của H4 đúng không ạ? Như vậy nếu như giá có thể phục hồi lên cái vùng 0.73 chỗ này thì sẽ là hợp lưu của trendline và cái vùng kháng cự nằm ngang ở đây. Do đó cái chỗ này sẽ là cái chỗ mà chúng ta tham gia vào cái vị thế bán xuống, phù hợp từ cả cấu trúc kỹ thuật cho đến cái yếu tố cơ bản. NZ cũng chung một cái kịch bản như vậy, NU cũng chung một cái kịch bản như vậy. Điều mà chúng ta mong chờ đó là NU có thể test được lên đến tận cái vùng training ở phía bên trên này. Tuy nhiên điều đó dường như không xảy ra khi mà cái áp lực bán chúng ta nhận thấy ngay là đang diễn ra đối với lại NU hiện tại thông qua một loạt các cái phần cây nến có dầu khá là dài. Đấy. Và với cái phía cái tâm lý tiêu cực như hiện tại thì đồng tiền NU, NZD không có nhiều động lực hỗ trợ. Cái mục tiêu cho NU hoàn toàn có thể sẽ nằm ở phía bên dưới 0.6930, phía bên dưới này trước khi mà có cái động thái ra mới nha. USD CAD thì thông tin ngày hôm qua liên quan đến cái cuộc bầu cử liên bang của Canada. Cặp tiền USD CAD cùng với lại các cái cặp tiền khác của CAD chúng ta đều nhận thấy rằng là có một cái hiện tượng, đó là gì ạ? Là trapping, gọi là bull trap, cụ thể là bull trap. Trong cái buổi Zoom online cách đây của tuần trước thì chúng ta có bàn khá nhiều về hiện tượng bull trap, và thực tế thì ngày hôm qua nó đã diễn ra theo đúng của đúng với lại cái cặp tiền này, và cái tín hiệu sell USD CAD ngày hôm qua cũng được tôi gửi đi cho anh em trong cái group khi mà cái cặp tiền này, cái thời điểm tin tức được công bố thì nó có một cái cây nến spy up khá là mạnh mẽ lên phía trên này, nhưng ngay phá qua cái vùng kháng cự trước đó tại 1.1566, 1.5066, và ngay lập tức rút chân. Thì cái phần rút chân này khi khảo sát zoom xuống cái time frame M15 phút thì tôi nhận thấy đây nó là một cái mẫu hình báo hiệu giảm giá trong intraday chart, và cái rõ ràng đây là một cái chart thật sự gọi là bull chart ngày hôm qua, và giá đã tiếp tục giảm xuống. Xin lỗi anh chị em, nhưng mình đang cầm cúm nên nó thì hay bị ho. Thì mọi người nhìn thấy rằng là với cái cấu trúc giá như hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng các cái cặp tiền chéo mà có Canada nằm dưới tử số sẽ tiếp tục rớt sâu hơn nữa. Ở trong cái bối cảnh đó thì USDCAD cũng có thể sẽ tiếp tục rớt thêm, nhưng mà rớt cái này là rớt để tiếp tục gì ạ, là tăng đối với trường hợp USDCAD nha, là rớt xuống để tăng. Tại vì chúng ta nhìn thấy rằng là cái cấu trúc giá hiện tại của USDCAD á vẫn là theo cái hướng tăng giá, và cái tâm lý thị trường thì hỗ trợ cho cái việc đồng đô la có thể sẽ tăng lên. Còn Canada thì ngoài cái thông tin đó ra, trong những ngày tới chúng ta không có nhiều thông tin hỗ trợ, và về mặt kỹ thuật thì nó đang rớt về cái vùng Fibonacci 50 38.2, và đây sẽ là có thể sẽ là cái vùng mà mua tiềm năng trong những cái ngày hôm nay và ngày mai, để thuận theo cái xu hướng tiếp tục đó là đô mạnh lên nha. Đối với lại các cặp tiền chính khác của Canada thì mọi người có thể ví dụ như là GCAD chẳng hạn, hay là EURCAD chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể sẽ giá sẽ còn rớt sâu hơn nữa, nó hơi ngược một chút so với lại USDCAD. USDCAD thì sao ạ? Giá đang tiệm cận được về cái kịch bản mà chúng ta vẽ ngày hôm qua, đó là rớt về cái vùng FIBO 38.2 hoặc là 50 để có thể sẽ gia tăng tiếp tục. Vùng này có thể là vùng mọi người sẽ tham gia vào cái vị thế mua lên tiếp tục trong cái ở phía trên ngày hôm nay nha. Trên cái thị trường vàng thì sao? Với cái tâm lý tiêu cực phát sinh đó thì vàng rõ ràng đang nhận được cái động lực hỗ trợ khi mà dường như nó tạo ra một cái mẫu hình gọi là gì ạ? W formation, một cái mẫu hình hai đáy đúng không ạ? Với cái long pin 3 tại cái second leg, cái đáy thứ hai. Và nếu như khảo sát sâu nữa, mọi người sẽ nhìn thấy rằng là gì ạ? Vàng nó đang phục hồi từ cái vùng vùng quá bán. Thành ra là điều này là phù hợp thôi, khi mà nó đi lên như vậy nó sẽ giúp cho giá thoát ra khỏi cái tình trạng quá bán trước khi có thể sẽ rớt sâu nữa. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý là với cái những cái diễn biến mới phát sinh từ phía Trung Quốc như vậy
thì nhiều khả năng vàng có lẽ sẽ nhận được cái động lực hỗ trợ và có thể hoàn toàn chuyển mình sang cái trạng thái trading sideways trong cái biên độ mà nó mới hình thành ở đây. Đấy. Do đó là với vàng thì chúng ta tạm thời tạm ngưng giao dịch mà hãy có thể quan sát thêm, thay vì cái việc tập trung vào vàng thì có thể tìm cái cơ hội giao dịch trong những cái cặp rất là rõ ràng, ví dụ như các cặp chéo của Yên hay các cái cặp trên tiền chính G7 hiện tại nó đều có cái tâm lý giao dịch rất là rõ ràng theo cái hướng là đô và Yên sẽ mạnh lên, các cái đồng tiền kia sẽ suy yếu đi nha, thì nó rõ ràng hơn là cái thị trường vàng hiện tại. Tại vì vàng chúng ta biết rằng là nói gì đi nói thì truyền thống từ hàng ngàn năm để lại nó vẫn là một cái tài sản trú ẩn. Khi mà thị trường có các cái vấn đề về tài chính, người ta sẽ tìm về với vàng để mang cái tính gọi là trú ẩn. Bộ ba các cái chỉ số chứng khoán thì rõ ràng là giá hiện tại đang rất rất là mạnh, đúng không ạ? Lực mua thì có xuất hiện một chút vào cuối phiên. Tuy nhiên, cái thời điểm này tôi cho rằng nếu như chỉ vì một cái phần dầu nến trên cái biểu đồ ngày mà chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên hiện tại thì thật sự là rất rủi ro. Thật sự là rất rủi ro. Hai trong số các cái sự kiện rủi ro mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong ngắn hạn nay mai đó là gì ạ? Một là thị trường Trung Quốc mở cửa vào ngày mai chắc chắn sẽ rất là hoảng loạn. Hai đó là cái sự kiện 23 tháng 9 Fed họp có thể sẽ đưa ra các cái biện pháp tapering vào cái thời điểm cuối năm này. Thì đó là hai trong số các cái sự kiện rất là rủi ro nếu như chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên cho cái chỉ số hiện tại. Mặc dù tín hiệu kỹ thuật thì có một chút nhưng bấy nhiêu tôi nghĩ rằng là không đủ cho cái việc mà mua lên bây giờ. Nếu như mua lên được thì mọi người cũng nên chờ đợi cho cái phần dầu nến này được retest trở lại, được retest trở lại. Nếu như nó retest mà không phá vỡ được cái phần đáy ngày hôm qua thì cái vùng này này hoặc là cái vùng phía trên này cho khi cái phần đáy thứ hai của một cái mẫu hình W formation này hình thành rõ ràng thì chúng ta tham gia vào, lúc đó cái tỷ lệ xác suất thắng nó sẽ cao hơn. Còn hiện tại tham gia vào thì thật sự chúng ta sẽ phải gánh lấy hai cái sự kiện rất rủi ro trong cái thời gian tới. Thành ra với chỉ số chứng khoán thì tôi khuyến nghị mọi người tiếp tục quan sát và chờ đợi một cái chân thứ hai, cái second leg thứ hai trước khi mà có thể tham gia vào cái vị thế mua lên. Còn nếu như điều đó không xảy ra thì chúng ta vẫn đứng ngoài cái thị trường này nha. Điều tương tự là áp dụng cho cái chỉ số Nasdaq cũng như là Dow Jones. Trên thị trường dầu thì sao? Chúng ta nhìn thấy rằng là sau những cái ngày tương đối là bùng nổ thì dầu hiện tại trước cái tâm lý e ngại rủi ro trong các cái thị trường đang lên ngôi thì dầu là một trong những cái tài sản gọi là một trong những cái hàng hóa mang cái tính cũng là rủi ro cao trong cái thị trường hàng hóa thì cũng đang rớt trở lại, và điều đó là phù hợp với cái xu hướng chung của thị trường. Với cái tâm lý của thị trường hiện tại thì chúng ta có thể quy cho cái phần cái mẫu hình hiện tại nó giống như là Half Batman, đúng không ạ? Cái mẫu hình mà tăng rất là mạnh rồi sau đó từ từ giảm trở lại. Với cái cấu trúc giá giảm như này á thì thông thường nó sẽ cái động lực giảm càng ngày càng tăng mạnh hơn, và vì cái lý do cơ bản cái tâm lý tiêu cực đó và vì cái mẫu hình kỹ thuật hiện tại này thì chúng ta hoàn toàn có cái kỳ vọng dầu có thể sẽ rớt trở lại cái vùng 67 đô la một thùng trước khi có cái động thái giá mới, và chúng ta sẽ ưu tiên các cái cơ hội bán ra đối với thị trường dầu trong cái lúc này nha. Thì trên đây là cái bản tin cập nhật thị trường ngày 21 tháng 9. Xin chúc quý vị và anh chị có một ngày giao dịch hiệu quả.